Em Sơn Lâm xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn lô đất rẫy 4 hecta. Trên đó thì có một căn nhà như thế này anh chị này. Căn nhà xây rất là to luôn quý anh chị nhé. Đấy. Đất chúng ta thuộc xã Ia Bia, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Tổng diện tích của chúng ta là 4 hecta. Và trên đất thì có giếng này. Đây giếng khoan này anh chị này. Đấy, có căn nhà và điện ba pha nhá. Theo cái lối này, đây đang ở trên đất mình nhá. Cái lối này đi ra đường bê tông á, ra đường nhựa chỉ khoảng 200-300 mét thôi quý anh chị. Và chúng ta di chuyển về trung tâm ủy ban xã Trường Trọi chỉ khoảng 1 km thôi quý anh chị nhá. Hơn 1 km gì đấy thôi. 1,5 km cho chắc ăn. Và cái lô đất này 4 hecta này, gia chủ trồng tiêu nhưng mà tiêu bây giờ chết hết rồi. Thì bây giờ gia chủ sẽ bán cho chúng ta bằng cái giá đất trắng thôi quý anh chị nhá. Tổng cái diện tích này gia chủ đang gửi em bán là 2 tỷ quý anh chị. Đấy, quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với mục đích sử dụng và tài chính của mình thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822727679 ạ. Và cũng là số Zalo của em nhé. Đây, hiện tại thì trên đất mình thì những cái trụ tiêu chết nó đang thể hiện khắp cái mặt bằng luôn quý anh chị. Đấy. Và cái chất đất của chúng ta đất đen thịt quý anh chị nhé. Đây nó là đất đen thịt này. Đất này cũng rất là tơi xốp luôn, nó đẹp quý anh chị nhé. Chất đất đen. Đất đen này nó liền kề với đất đỏ luôn nhé anh quý anh chị nhé. Cách đây có khúc thôi là đất đỏ rồi và đến đây là đất đen. Và trên đất chúng ta thì có cái trang trại này, đây trang trại chăn nuôi. Ở đây người ta nuôi cái gì vậy em? Nuôi bò hả? Nuôi dê hả? Đây ở đây là đất đen. Đây chất đất đen. Này đất đen thiệt nhá. Đất này hơi lài lài thôi, đất hơi lài lài. Đất của chúng ta là liền kề với khu dân cư luôn. Chỉ cách đây 200 mét thôi là dân cư rồi các anh chị nhé. Đấy, tổng diện tích là 4 hecta. Từ cái vị trí này ra trung tâm ban xã chỉ khoảng 1,5 km thôi. Và chúng ta di chuyển về trung tâm huyện là hơn 10 cây. Thành phố Pleiku Gia Lai thì khoảng 40 cây các anh chị nhé. Đấy, đất thì bằng. Đất bằng và có độ nghiêng nhẹ nhé. 4 hecta này thì gia chủ đang bán là 2 tỷ. Còn thương lượng của anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì kết nối với em. Em sẽ đưa quý anh chị chúng ta về đây xem vườn và gặp chủ thương lượng của anh chị. Đất này thì đất đen. Có pha mấy cục đá nhỏ nhỏ của anh chị. Đây, có pha mấy cục đá nhỏ nhỏ như thế này. Lác đác mấy cục thôi, không đáng kể. Trên đất thì có cái chuồng dê, cái trang trại dê. Nhưng mà dê người ta bán hết rồi hay sao mà không thấy có con nào vậy? À đem đi thả rồi đúng không? À, đường đây xuống hồ đi, chỗ kia xuống hồ được một chút. À cái hồ nằm dưới đây hả? Đấy, mình bước lại chỗ đây là tài đi nhạo tiền cũng là đây. Rồi có cái hồ là được rồi. Còn giếng thì đấy. Giếng khoan, hồ tưới, điện ba pha, có nhà. Hai giếng khoan. Cách đường nhựa khoảng 300 mét, chắc đến 300 mét không? Dạ, dạ. Hai giếng khoan luôn hả? Hai á. À dưới này có cái hồ đây hả? Ờ mình đi. Thái nè, mình giúp. Ờ mình xuống xem luôn. Ôi giời. Đi xuống luôn này. Cái hồ này nhìn đẹp thế nhỉ? Đây anh chỗ đó là cứ lên bên pháp mà xuống hồ đây đó, hồ mát này đó nó mát luôn, em nhậu với nó thế. Ở đây thì nước thì thoải mái nhá. Đây còn được mấy trụ tiêu để làm kỷ niệm này. Đấy, còn được mấy trụ tiêu làm kỷ niệm thôi. Và ở đây thì có cái hồ này đó, nó như kiểu một cái view hồ ở đây rất là to và nước nhiều luôn. Ở đây nó thiên nhiên và thơ mộng lắm quý anh chị ạ. Đấy. Điện ba pha thì kéo xuống tận hồ nhá. Và cái hồ này thì chủ yếu là để nuôi cá thôi chứ không có tưới tắm gì cái hồ này vì dùng cái giếng khoan trên đấy là thoải mái nước rồi. Đây hồ này. Đấy. Ở đây gia chủ làm một cái view ở đây, đây là cái đập. Đắp một cái bờ đây thành một bờ đập. Đây. Đây là cái hồ nuôi cá này, đây là hồ câu các anh chị, đây hồ câu cá. Đấy. Hồ câu cá. Điện ba pha kéo xuống tận nơi rồi. Đây có cái nhà chòi thế này. Cái chòi này là cái chòi để chúng ta nghỉ dưỡng đây, nghỉ dưỡng đi câu cá đây.
Đấy, cho nghỉ dưỡng câu cá. Ở đây thì nước thì phi vu. Đấy, đất thì hơi lài lài thôi, rất là đẹp. Đất này chúng ta mua về trồng sầu riêng hoặc là cà phê thì rất là ok quý anh chị nhé. Đây là cây sung hay sao đây? Cây sung đúng rồi. Đây còn được một quả duy nhất này. Quả sung ở đây một chùm nữa này. Đấy, để một chùm. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em nhé. Bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.